gì ạ? Xin ạ. Amen, cảm ơn Chúa. Nhưng mà trước đó chúng ta sẽ có thứ sáu thật khó. Vậy thì tôi muốn có hai câu hỏi nhỏ cho mỗi chúng ta. Đó là tại sao vì Chúa phải chết trên thập tự giá? Và câu hỏi thứ hai đó là tại sao phải là cây thập tự giá mà không phải là cây khác? Đó là hai câu hỏi nhỏ đố vui cho chúng ta. Chúng ta có trả lời được không? Sẽ có thưởng. Sẽ có thưởng tuần sau. Hoặc là trong ngày thêm khó chúng ta sẽ được nhận thưởng. Trước khi chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta sẽ tập sơ bài hát Ô ngày mình vui. Chúng ta sẽ tập sơ bài hát này. Bài hát nói về sự thương khó của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa Ngài đã phục sinh. Amen. Đem sự phước hạnh cho mỗi cuộc đời và cho đồng nhân của chúng ta. Tập từ thiếu vang 2, 3, 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 tập từ thiếu v
hai phần, nhưng mà chúng ta chỉ hát phần phần lời một thôi, từ lịch sử cho đến hết bài đời đời. Chúng ta sẽ nghe cùng vỗ tay. Thank you.
ban phước cho chúng ta, đã cầu thay cho chúng ta. Cảm ơn Chúa của chúng ta vì quyền năng thuộc về Ngài, vinh hiển thuộc về Chúa của chúng ta. Amen. Hãy vỗ tay ngợi danh Chúa của chúng ta. Hallelujah.
Vua David đã cầu nguyện thế này: Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thánh linh ngay thẳng. Quý bạn trẻ hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp cho thánh linh cầm quẹo của con trở nên ngay thẳng trước mặt mình. Xin tha thứ, xóa bỏ trong con những công việc tình Chúa cho phần ngài với sự trong sạch của lòng của con. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài vì con thờ phụng Đức Chúa Trời quyền năng. Không thần nào như Chúa, không ai như đấng yêu thương chúng con một quyền năng hơn. Chúa đã chết để cứu chúng con, cho chúng con là con của ngài. Con cảm ơn Chúa vì sự kém cỏi của chúng con, nhưng ngài vẫn vui nhận sự thờ phượng của chúng con trong tình yêu. Buổi chiều hôm nay, Chúa ơi, chúng con ra mắt Chúa với lòng kính cẩn dâng lên Chúa sự thờ phượng của chúng con. Xin cho chúng con nói như David rằng: Xin thanh tẩy lòng của chúng con, xin làm thánh lại những sự cong quẹo trong đời sống, trong lòng của chúng con. Chúa ơi, xin giúp cho con cái thưa mọi người ra mắt Chúa buổi chiều hôm nay. Con cầu xin thánh linh của Chúa rửa đồng mỗi chúng con vì là chúng con kinh nghiệm ngài của cảm ơn Chúa. Xin cắt ra khỏi chúng con những nặng nhọc nhằn, những nặng nề, những mệt mỏi, thiên sức cho chúng con và cho chúng con thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sức khỏe mạnh từ ngài. Chúng con vươn lên trong sự thờ phượng Chúa, con cảm ơn ngài. Một lần nữa con cảm ơn Chúa vì thiên giờ buổi chiều hôm nay chúng con có cơ hội thờ phượng Chúa. Xin ban phước cho hội thánh của Chúa anh em con và cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúng con dâng thiên giờ trong tay Chúa, hãy lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Vì Chúa ban phước cho chúng ta, xin mời tất cả mọi người cùng ngồi. Đoạn 11 câu 15 đến 19. Xin mời thánh đồng cũng vậy, chúng ta cùng nhau đọc. Ta có thể nhìn lên trên phía trên PowerPoint có thể đọc nha. Đã bắt đầu. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại đật đổ bảng những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Còn ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm để thì không có đáp. Bèn kiếm cách giết ngài, vì họ sợ ngài. Tại cái đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của ngài lắm. Đến chiều, ngài và môn đồ ra khỏi thành. Xin hỏi thánh anh tỏ. Đây là đoạn kinh thánh mục sư sẽ chia sẻ trong buổi chiều hôm nay với chủ đề thanh tẩy đền thờ. Trân trọng kính mời mục sư. Hồi nãy tôi nghe Philip hỏi hôm nay là ngày tuần tới ngày gì đặc biệt, quý vị bảo là tuần tới là ngày phục sinh. Thế hôm nay ngày gì đặc biệt? Dạ, hôm nay là ngày Chúa Nhật. Trước ngày lễ phục sinh, một số giáo hội tổ chức cái ngày gọi là lễ lá mà chúng ta không quen từ tổ chức, nhưng hầu hết các giáo hội đều tổ chức ngày lễ lá. Vậy thì lễ lá là gì? Lễ lá là cái ngày mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem trên cái lưng của một con lừa và đoàn dân đứng hai bên tung hô Chúa, bẻ những nhánh cây, những cành cây kè, tức là những cây cọ đó để tung hô Chúa khi Chúa vào Jerusalem. Vì vậy cho nên ngày hôm nay có một số nhà thờ thì khi ta đến đó thì người ta có những cái cành lá người ta mang về để nghĩ rằng nó có cái gì linh thiêng, nhưng cái nó không linh thiêng ở đó. Cái điều quan trọng là mang tới thay vì mang về. Mang tới tức là mình mang cái tấm lòng tới để ca ngợi Chúa. Cho nên buổi chiều hôm nay khi chúng ta ra mắt Chúa thì hãy suy nghiệm đến về cái việc là tôi tới đây như là tôi mang cái cành lá của sự tung hô đến để có thể dâng cho Chúa qua sự thờ phượng. Tuy nhiên khi chúng ta học cái bài học hôm nay là cái bài học nó xảy ra không phải ngay trong cái ngày lễ lá là cái ngày Chúa Nhật, trước cái ngày Chúa Nhật phục sinh. Chúa Giêsu ở trên đất gần 33 năm hoặc là trên dưới 33 năm, nhưng cao điểm của cuộc đời sự cứu rỗi của Chúa Giêsu là trong tuần lễ này mà người Mỹ dùng cái chữ là đi Holy Week, tức là tuần lễ thánh, một cái tuần lễ bắt đầu từ cái ngày
lễ lá là ngày hôm nay, và trải qua những cái biến cố trong tuần này cho đến cái ngày phục sinh là cái ngày Chúa Giêsu sống lại. Nếu quý vị đọc lại sẽ thấy những cái việc đã hầu hết bốn sách phúc âm ghi chép về thì dành phần lớn những cái trang để chép về cái dự sự kiện của tuần lễ này. Tuần lễ, cái ngày lễ lá là cái ngày Chúa vào thành phố Jerusalem, vào đền thờ Jerusalem, vào thành phố Jerusalem đúng hơn, với sự tung hô của dân chúng. Ngày thứ hai là cái ngày mà cái việc xảy ra như chúng ta vừa đọc ở trong Mác đoạn 11 câu 15 cho đến câu số 19. Và ngày thứ ba là ngày Chúa dạy dỗ rất là nhiều, những cái ẩn dụ, những cái sự về việc Chúa trở lại, những cái bài dạy rất là dài của Chúa ngày thứ ba. Ngày thứ tư, Chúa ở tại Bethany một cách yên lặng. Ngày thứ năm, tại đó Chúa dự lễ vượt qua và thiết lập lễ tiệc thánh. Và cũng ngày thứ năm trong vườn Gethsemane, Chúa nếm chịu đau thương và sự sỉ nhục vì được sự phản bội. Và ngày thứ sáu, Chúa nhiều lần bị kết án và cuối cùng bị treo trên thập tự giá. Đó là, và Chúa chết vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy, ngày thứ bảy nằm trong mộ, và sáng Chúa nhật sớm thì Chúa sống lại. Đó là những dữ kiện trong một cái tuần lễ mà nó rất là nhiều việc. Hôm nay thì cái là cái ngày lễ lá, cho nên chúng ta cùng ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa trong cái ngày Chúa Nhật này. Và cái câu chuyện của chúng ta đọc nó lại là cái câu chuyện ở trong ngày thứ hai. Thời gian trước đây tôi nhớ có chia sẻ với ông bạn chị em về điều này. Bây giờ thì chúng ta sẽ học lại cái việc này với nhau một chút xíu. Bởi vì đây là cái công việc của Chúa, là Chúa dọn dẹp đền thờ. Cái câu chuyện của chúng ta đọc là Chúa dọn dẹp đền thờ. Và cái đền thờ này là cái ngày Chúa, khi Chúa ở tại Jerusalem, thì cái đền thờ này là để nơi mà tất cả muôn dân, đặc biệt người Do Thái đến để thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay đền thờ đó không còn nữa, và con cái Chúa không nhất thiết phải đến đền thờ đó nữa. Nhưng Kinh Thánh chép thế này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 17 câu phần B rằng: đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà anh em là đền thờ. Tức là Chúa là thánh và mỗi người chúng ta đó là nơi Chúa ngự, đó đó là đền thờ. Cho nên khi tôi chia sẻ với ông quan bạn chị em về cái đền thờ hôm nay, nó sẽ đan xen giữa cái việc là đền thờ Jerusalem và cuộc đời của chúng ta. Cho nên những cái điều nào có thể ngẫm được đó là Chúa làm cho đền thờ Jerusalem ngày xưa, Chúa cũng có thể làm cho đền thờ là cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng học về điều này buổi chiều hôm nay trong nhau một cái tuần lễ như thế này. Và tôi ước ao rằng chúng ta sẽ học bài này để xác mình trong tuần lễ thánh, để mong chờ Chúa chúng ta phục sinh trong tuần lễ tới. Amen quý vị. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa giúp cho chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin che chúng con trong ơn của Ngài, để những lời chia sẻ của con, những lời rao giảng của con là những lời mà Đức Chúa Trời muốn dạy con và Hội Thánh của Chúa, con cảm ơn Ngài. Xin che chúng con trước sự ân sủng của Chúa. Xin làm ơn cho chúng con mở trí, mở lòng cho anh chị em con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị sẽ thấy trong câu chuyện rất là ngắn này, nó có ba câu thôi. Đúng ra thì chúng ta đọc nhiều hơn ba câu, nhưng mà ba câu là câu 15, 16 và 17 trong sách Mác đoạn 11. Cái trở ngại cho một số quý vị đó là nếu trong trường hợp quý vị không có Kinh Thánh thì quý vị khó theo. Nhưng mà nếu có quý vị có Kinh Thánh thì nó dễ theo. In the Bible, if you have your own Bible, in Mark 11, from verse 15 to 17, ba câu. Ba câu đó nó có ba cái phần khác nhau. Cái phần thứ nhất đó là quý vị sẽ thấy là Chúa nổi giận, Chúa phẫn nộ đối với tội lỗi ở trong nhà thờ. Cái phần thứ nhất là như vậy. Tất cả chúng ta đều biết thế này. Khi nói đến Chúa Giêsu, người ta nghĩ đến đấng yêu thương. Khi nói đến Chúa Giêsu, người ta nghĩ đến một đấng nhu mì, một đấng khiêm nhường, một đấng chịu đựng và chấp nhận tất cả mọi người. Ngài rất là mềm mại đối với mọi người. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Và những người theo Chúa đều biết điều đó. Thậm chí có nhiều người mà tìm thấy cuộc đời này không có những cái đó. Ôi theo Chúa và cuối cùng đọc lời Chúa mới thấy Chúa như vậy. Và đó là cái đấng yêu thương mềm mại. Và ở ngoài văn chương ngoài đời, những người không biết Chúa, các tôn giáo khác, họ vẫn kính trọng Chúa Giêsu về những cái phẩm tính mà tôi vừa nói, yêu thương mềm mại. Nhưng quý vị sẽ thấy điều này, ở trong cái phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy có vẻ như hình ảnh Chúa đổi khác. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa trở nên một người phẫn nộ. Ở trong những cái câu, cái chữ mà quý vị để ý thì trong câu 15 tôi đọc lại: đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những kẻ đổi bạc và ghế những người bán bồ câu. Quý vị sẽ thấy là Chúa đuổi, Chúa lật đổ, và câu số 16 Chúa cấm không cho họ vào. Những cái chữ đó nó mô tả đây một điều là Chúa hết sức là serious trong việc này, hết sức là nghiêm trọng việc này. Vì nó không có giỡn được nữa, không có xòe xòa được nữa, không có mềm mại, không có yêu thương được nữa. Chúa phẫn nộ đối với tội lỗi.
Vì sao như vậy? Vì Chúa không chấp nhận tội lỗi, đặc biệt khi tội lỗi đã xúc phạm vào đền thờ của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, trong này đời sống của chúng ta tràn những tội lỗi, liệu Chúa có hành động như Ngài đã hành động tại Jerusalem không? Nếu đời sống của chúng ta có những cái xúc phạm Chúa, thì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể, Chúa Giêsu vẫn có thể phản ứng, có thể phẫn nộ với tội lỗi trong đời sống của chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng dị ứng đối với tội lỗi. Nhớ rồi đó, tôi dùng chữ dị ứng để mà hiểu nghĩa đơn giản nhất, đó là tội lỗi tôi không chịu được, nó khiến Chúa khó chịu và khiến Chúa phản ứng. Cho nên quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng dị ứng với tội lỗi. Kinh Thánh chép như thế này, tôi đọc một số câu Kinh Thánh ở trên bảng tôi post câu trong Esai đoạn 13 câu 11, tôi đọc hết phần đó. Ở trong Esai đoạn 13 câu 11 chép thế này: ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kêu hay kêu, thà tử kẻ tự cao, sự tự cao của kẻ bạo ngược. Tôi đọc câu số 13: vậy nên ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất sẽ dao động lìa khỏi chỗ mình vì cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài nổi giận dữ. Chúng ta sẽ thấy rằng, thế thì đối với Đức Chúa Trời, Ngài cũng có thể giận dữ, và Ngài giận dữ cách kinh khủng đối với tội lỗi. Và cái điều Chúa nói là thật, nó không chỉ là một cái điều mà chúng ta nghĩ là Chúa nói là nói thế thôi, nhưng mà chắc gì có vậy. Và khá nhiều người chúng ta sống trong cái tinh thần đó. Quý vị biết điều này không? Chúa Giêsu câu số 15 là Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem để Ngài làm cái những việc như vậy. Nhưng mà có phải bây giờ đến câu số 15 là Chúa mới thấy không? Không phải. Ở trong câu số 11 là cái buổi chiều tuần trước đó, Chúa cũng thấy rồi. Trong câu số 11 chép thế này: Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh. Liếc mắt xem mọi sự chung quanh thấy gì? Thấy ngổn ngang những người mua bán tại đó. Chúa không làm. Chúa, ngày hôm sau Chúa trở lại làm. Điều đó cho thấy thế này quý vị: khi chúng ta phạm tội mà chúng ta thấy nó ok, chúng ta cứ sống ok, chúng ta không biết được rằng thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm theo giờ của Chúa. Đó là cái điều. Cho nên nhiều khi chúng ta phạm tội và chúng ta sống trong tội lỗi. Ở trong Esai đoạn 66 câu 15 Kinh Thánh chép rằng: này Chúa sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Và ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 19: Đức Chúa Trời là thánh, Đức Chúa Trời kỳ tài, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Vậy thì Kinh Thánh nói rằng bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận được tội lỗi, nên Kinh Thánh cảnh cáo thế này ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4: này mọi linh hồn thuộc về ta, linh hồn của cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Và đó là cái câu nói đóng đinh của Chúa. Ở trong Roma đoạn 6 câu 23 nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói cách khác, trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi là tội lỗi mà không có xí xóa, không có xề xòa. Chúa không chấp nhận, Chúa không thỏa hiệp với tội lỗi, Chúa chống lại tội lỗi. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà đôi khi nói đến tội lỗi chúng ta không muốn dùng chữ đó. Chúng ta né nó qua chút xíu. Chúng ta nói cái việc chẳng lẽ như vẫn làm cho nhẹ đi nó thôi. Cái sai lầm, một vài cái vết nhỏ, cái khiếm khuyết của chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta đặt cái chữ gì đi chăng nữa, tội lỗi vẫn cứ là tội lỗi. Ngày nay nhiều người trong chúng ta, chúng ta biết rằng trong cuộc sống chúng ta và những người chung quanh chúng ta cần tình thương, cần sự khiêm nhu, cần sự cứu giúp. Nhưng tất cả chúng ta phải biết rằng tội lỗi là một sự kinh tởm đáng sợ hơn cả bệnh ung thư. Nếu ai đó có bệnh ung thư, nếu không trị được, vài năm, vài chục năm nữa là xong. Nhưng tội lỗi không phải như vậy. Tội lỗi nó kinh khủng hơn cả bệnh AIDS, hoặc là gọi là Việt Nam gọi là bệnh SIDA, hay là bất kỳ cái bệnh nào ở đời này, là tội lỗi nó quỷ phá đời sống. Tội lỗi làm tan vỡ gia đình. Tội lỗi là một cuộc đời rơi vào trong chết chóc và nghiện ngập. Đó là tội lỗi. Nhưng quý vị, nó không phải là cái kinh khủng nhất của tội lỗi. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta ra đường, chúng ta thấy người ta cướp bóc, người ta ăn gian, người ta làm bao nhiêu điều, chúng ta thấy ôi xã hội sao mình nó ghê quá. Thưa quý ông bà anh chị em, cái điều đó nó chưa ghê gớm bằng việc thế này, là tội lỗi nó phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời, nó chia cách con người với Đức Chúa Trời, mà nó có thể đem con người vào trong hỏa ngục. Đó là cái sự kinh khủng của tội lỗi. Vì vậy cho nên Chúa đã phẫn nộ với tội lỗi là vì vậy. Một vị mục sư người Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 18 là Jonathan Edwards, trong một bài giảng nổi tiếng của ông và để đem lại cái sự phấn hưng cho hội cho Bắc Mỹ lúc bấy giờ, đó là cái bài giảng Sinners in the Hands of an Angry God. Ông nói như thế này trong cái bài của ông viết rằng: vâng, cơn thịnh nộ của Chúa đang nổ bùng
nghịch cùng nhiều người trên đất. Văn không nghi ngờ gì, nghịch cùng nhiều người đang ngồi trong ngôi giáo đường này, và cơn thành nộ ấy còn dữ dội hơn so với những người đang bị lửa địa ngục thiêu đốt. Như vậy không phải là Chúa không biết những kẻ gian ác, không nổi giận với họ, cũng không phải Ngài buông tay tha lỏng họ. Thiên Chúa không giống như họ, không giống như họ tưởng. Cơn thành nộ của Thiên Chúa bừng bừng nghịch cùng họ, sự đoán phạt dành cho họ không hề ngủ yên. Hố sâu đã trực sẵn, hồ lửa đã rực hực hừng hực nóng, sẵn sàng đón nhận họ. Ngọn lửa đang rực lên cuồng nộ, thanh gươm sắc sáng lóa đang vờn phủ trên đầu họ, vực sâu đang há miệng rộng dưới chân họ. Cho nên quý ông bà, anh chị em, không phải vô lý Chúa Giê-xu phẫn nộ đối với tội lỗi khi người nhìn thấy tội lỗi đó trong nhà thờ. Một thực tế khác là thế thì đó là cách Đức Chúa Trời đối xử với tội lỗi, nhưng tất cả chúng ta đều là tội nhân. Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đều là phạm tội. Thế thì có phải điều đó đem con người đến tuyệt vọng không? Tin vui đó là Chúa là đấng ghét tội lỗi cách kinh khủng, nhưng Chúa là yêu tội nhân. Mỗi chúng ta đều là tội nhân và Chúa yêu chúng ta. Vì vậy cho nên ở trong Kinh Thánh, ở trong Roma đoạn 5 câu 8 mà tôi post trên bảng, chép Kinh Thánh chép thế này: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Cái tin vui cho chúng ta đó là tôi cũng như quý ông bà anh chị em, có lẽ chúng ta không phạm tội giống như những tay tày đình khác ở trong tù, nhưng có phải mỗi ngày chúng ta có phạm tội? Mỗi giờ phút chúng ta suy nghĩ điều phạm tội, có phải chứ có những lúc chúng ta nghĩ về người khác, nói về người khác, những cái cách của chúng ta ứng xử mà trước mặt Đức Chúa Trời nó làm hoen ố cuộc đời của người theo Chúa không? Yes, tất cả chúng ta đều phạm tội, nhưng cảm ơn Chúa vì trong khi chúng ta phạm tội như vậy thì Chúa đã chết cho chúng ta. Cho nên ở trong cái tuần lễ thánh này là tuần lễ cao điểm, Chúa phẫn nộ và không dung chịu tội lỗi. Thế mà cái tội lỗi đối với Chúa là cái gì kinh khủng? Thế mà ở trên cái thập tự, khi Chúa bị treo lên cái thập tự, Kinh Thánh chép thế này: tất cả tội lỗi của chúng ta đều chắc trên Người. Đó là ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 6, Kinh Thánh nói rằng tội lỗi của tôi, tội lỗi của ông bà cho em, khi Chúa kinh khủng tội lỗi, Chúa thấy là cái gì ghê gớm tàn bạo. Thế mà khi Chúa bị treo lên đó, Kinh Thánh nói rằng tội lỗi chúng ta chắc trên Chúa, và đến nỗi Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi bởi vì chính tội lỗi của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, khi suy nghĩ cách sâu xa về những điều đó, chúng ta mới thấy rằng tội lỗi nó không chỉ là một cái vết nhơ nhỏ nhỏ, tội lỗi nó không phải chỉ là một chút sai lầm, nó là một cái chất liệu bất khiết làm ô uế cuộc đời của một người theo Chúa. Nó là chất liệu của sự chết, đem con người vào sự hủy diệt ở trong hỏa ngục. Đó là sự kinh khủng của tội lỗi. Cảm ơn Chúa là cái chết và sự đau đớn nhục nhã của Chúa của chúng ta để tha thứ tôi với quý ông bà anh chị em thoát hơn khỏi cơn hình phạt của Đức Chúa Trời. Điều đó có đáng cho chúng ta cảm ơn Chúa và ca ngợi Chúa không? Yes, trăm ngàn lần chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết và trả giá tội cho chúng ta. Đôi khi chúng ta khinh lờn những điều đó. Ngày qua ngày chúng ta nghe nói biết đó, Kinh Thánh đó, Chúa đó, cho cha đó, rồi cuối cùng chúng ta có thể sống một cuộc đời mà đôi khi chúng ta bôi xấu Chúa khi nào không biết, và làm cuộc đời của chúng ta rơi vào tội lỗi thế nào không biết. Cho nên quý ông bà anh chị em, trong tuần này trên TV, trong cái cơ hội nào đó mà quý vị có thể đọc, thấy, nghe được người ta nhắc về cái sự thương khó của Chúa, hãy dành thời giờ để suy nghiệm về tình yêu của Chúa, về giá Chúa đã trả cho mỗi người cho chúng ta, sự cứu rỗi tuyệt vời mà Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy cho nên hãy cảm tạ Chúa, hãy ca ngợi Chúa, hãy thờ phượng Chúa với lòng biết ơn sâu xa của chúng ta. Amen quý vị. Hãy làm điều đó trong tuần này, khi mỗi cơ hội chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta đến dự lễ thương khó, hãy nghĩ điều đó, thấy điều đó. Nếu không thì tất cả nó chỉ là bên ngoài. Xin Chúa Ngài cảm động đụng đến lòng của chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là Chúa không muốn tội lỗi tiếp tục bước vào cái đền thờ của Chúa và trong đời sống của chúng ta. Câu số 16 chép rằng Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì. Quý vị thấy chưa, Ngài cấm không? Tức là câu số 15, tôi cái chỗ này là chép rất là gần cho nên cũng không hình dung được, nhưng mà có thể hiểu là này, Chúa đuổi hết mấy người bán buôn bán đi, Chúa dẹp hết mấy cái đó ra khỏi đền thờ, rồi cái khi ra rồi bắt đầu Chúa nó cấm từ đây trở đi không được đem vào nữa. Cái chữ đó có nghĩa là như vậy, chúng ta có thể tạm hiểu theo cái hình ảnh đó, nghĩa là sau khi Chúa dọn dẹp, Chúa không muốn cái cảnh bát nháo đó tái diễn trong đền thờ của Đức Chúa Trời.
Quý vị hiểu tôi nói không? Điều này cũng có nghĩa là Chúa không muốn thấy tội lỗi quay trở lại trong đời sống của một người mà Chúa đã chết cho. Nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta, chúng ta muốn cho chúng ta là Chúa quay trở lại điều đó nữa, chúng ta không muốn, chúng không muốn tội lỗi tiếp tục trên đời sống của chúng ta trong khi sau khi Chúa đã dọn dẹp, Chúa đã chết thay cho chúng ta. Trong câu chuyện người đàn bà tà dâm ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8, cái thánh chết trên này có một người đàn bà nọ. Thời bây giờ mà người đàn bà phạm tội tà dâm thì bị bắt quả tang thì bị ném đá. Tôi không biết kinh thánh cũng không có nói gì và cũng không có ai nhắc là cái ông đó ở đâu thì không biết. Nhưng mà chỉ biết có cái bà đó rất là tội nghiệp mấy người nữ trong cái thời đó. Cho nên khi bác bà đem tới thì mấy người thầy thông giáo, người Pharisee đem tới Chúa Giêsu để Chúa Giêsu nói này, đây, bà này phạm tội tà dâm, thầy nghĩ sao? Ném đá hay tha? Tại vì Chúa dạy về tình yêu thương mà họ thì dạy về luật Môi-se, mà luật Môi-se bảo thì ném đá. Nếu Chúa bảo rằng ném đá thì Chúa không yêu thương. Nếu trong trường hợp mà Chúa bảo rằng thôi yêu thương tha cho bà đi thì Chúa phạm luật Môi-se. Tức là dù trả lời yes hay no thì Chúa cũng ở vào một cái bẫy là không biết cách trả lời. Và cuối cùng họ ép Chúa phải trả lời, và đây là cái câu trả lời của Chúa đã hỏi, nói rằng ai trong các ngươi là người vô tội hãy trước hết ném đá vào người. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Có bao nhiêu người ném? Không ai ném hết. Tại sao không ai ném? Tất cả đều thấy mình cũng tội lỗi, mình giấu giếm đó thôi, người khác không biết đó thôi. Cái kẻ duy nhất có quyền ném đá, quý vị biết ai không? Chúa. Ngài là đấng vô tội, Ngài có quyền làm điều đó. Nhưng đây là điều Chúa nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 11. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta cũng không định tội ngươi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Nói cách khác, hãy thay đổi cuộc đời. Một khi Chúa đã tha tội cho chúng ta, đừng tiếp tục sống một cách đời nữa quý ông bà anh chị em. Đôi khi chúng ta sống, chúng ta thói quen sống ở đời, sống bao nhiêu năm chúng ta đến với Chúa, gặp Chúa rồi cũng được, mừng quá, nhưng cuối cùng đó là cái lối quen của chúng ta trở lại cái lối cũ của chúng ta. Chúa nói rằng go and sin no more, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Chúa bước vào cuộc đời của một người, Chúa muốn thiết lập lại một cái trật tự mới trong cuộc đời này, Chúa muốn thay đổi của người đó, Chúa không muốn họ sống như đời. Tôi cũng hơi sốc, hơi buồn khi nghe cái nhận định rằng ví dụ này, theo Chúa, con cái Chúa nhà thờ nó cũng chẳng tốt lành gì hơn người bên ngoài. Và thực ra nó xót xa. Tại sao Chúa tha thứ cho chúng ta rồi? Tôi tin chắc một điều của các bạn chị em đã đến với Chúa, Chúa tha thứ rồi. Thế nhưng tại sao chúng ta không thay đổi được? Ở trong Côlôse đoạn 3, kinh thánh chép như thế này, đây là kêu gọi của chúng ta. Hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng thì các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết đó, ăn ở như vậy, nhưng bây giờ, đây là cái điều mà Chúa nhắc, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là cơn thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, có không quý ông bà anh chị em? Và Chúa nói tiếp, chớ nói dối nhau vì luật đã lột bỏ người cũ cùng công việc đó. Và đó là cái điều Chúa nói, hãy bỏ đi ra khỏi đời sống của một người Chúa đã chết cho. Cái gì đó làm đời sống chúng ta như vậy trước đây, tội lỗi, bây giờ Chúa đã chết cho cái kinh khủng đó, tại sao chúng ta tiếp tục sống? Và đây là cái lời khuyên của Phaolô. Và mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Những lời này nó không chỉ là lời khuyên với ông bà anh chị em, nó không chỉ là một cái lời kêu gọi, một sự thách thức, nó là cái đòi hỏi của Chúa cho chúng ta là đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy nhớ điều này, Chúa không muốn chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Đó là cái điều mà Chúa muốn. Có thể chúng ta thất bại, chúng ta yếu đuối, chúng ta xin Chúa giúp, nhưng chúng ta không thể nào tiếp tục sống theo một cái lối sống như vậy như một người không biết Chúa. Do đó thưa quý ông bà anh chị em, hãy cảm biết sự ghê gớm của tội lỗi, những đau đớn nhục nhằn mà Chúa đã mang thay cho chúng ta thật là gớm ghê. Cho nên chúng ta hãy cam kết đời sống là Chúa ơi xin giúp con thay đổi, Chúa ơi xin cho con sống một đời sống của một người theo Chúa. Cho nên cầu xin Chúa thay đổi, giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em không trở lại cuộc đời của một người sống với tội lỗi nữa. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho ông bà anh chị em. Mặc dù đôi khi tôi quan sát, tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời quay trở lại, tôi rất là xót xa, nhưng mà tôi biết rằng chẳng làm gì được. Và buổi chiều hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy nói điều đó với Chúa trong ngày hôm nay, trong tuần lễ này. Điều thứ ba tôi chia sẻ với quý vị, đó là Chúa muốn đền thờ phải được dùng đúng mục đích. Cái câu số 17 chép thế này, sau khi Chúa đuổi đi, sau khi Chúa cấm những người đó bắt đầu vào, thì Chúa nói rằng bây giờ
không được vào nữa, trong này không có điều sai trật nữa, thì Chúa nói điều gì? Câu số 17, Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Tức là Chúa nói rằng, cái mục đích của nhà thờ này đó là để làm gì? Của đền thờ làm gì? Là để cho người mọi người đến tìm kiếm Chúa. Nhưng bây giờ thì cái thực tế ở đó họ làm gì? Họ thay đổi cái mục đích, nó trở thành một cái chỗ mà người Việt mình dùng cái chữ nhẹ nhàng hơn là chỗ chợ búa. Nhưng mà đúng ra Chúa dùng cái chữ là cái hang trộm cướp. Tôi xuống giới thiệu với ông bà anh chị em về cái hình ảnh cái trên bảng về cái đền thờ. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Kinh Thánh Tân Ước đó, mà quý vị thấy chữ đền thờ đó, thì nó nằm dùng chung chữ đền thờ, nhưng có cái hai cái nghĩa. Ở trên bảng đó quý vị thấy cái vòng chung quanh ngoài đó, tức là các bốn bức tường ngoài đó, đó là cái vùng đó gọi là đền thờ, tức là nó nằm chung cái vùng đó. Mặc dù ngày hôm nay thì cái đền thờ đó đã gãy đổ hết rồi, chỉ còn một cái bức tường phía tây thôi, và ở tại trên rồi ở trong chung quanh đó là người ta gọi là đền thờ. Nhưng cái đền thờ cũng là một cái căn, cái building ở chính giữa cái bốn bức tường đó nữa. Tức là khu vực đền thờ là cái khu vực chung đó, cho nên gọi là sân đền thờ hay là temple court, tức là nó nằm ở phía ngoài. Tại vì đền thờ ngày xưa đó được chia ra làm 5 khu vực. Một khu vực đó là dành cho người ngoại bang, tức là người không phải người Do Thái đến thờ phượng. Khu vực khác thì dành cho đàn bà, tức là nữ. Rồi một khu vực khác là dành cho mấy người đàn ông. Tức là vào trong chút xíu. Và khu vực phía trong mà cái building chính giữa quý vị thấy đó là khu vực cho thầy tế lễ, là nơi thánh. Và ở trong cái nơi thánh, trong căn tòa nhà đó, có một bức màn kéo ngang thế này, phía sau bức màn đó là nơi chi thánh, và đó là toàn bộ khu vực của nhà thờ. Cái sự việc này nó xảy ra ngay ở cái chỗ, đúng ra thì không phải ở trong cái tòa nhà, nhưng mà ở trong cái khuôn viên đó, là cái nơi mà những người ngoại bang họ muốn kiếm tìm Chúa, họ được phép đến đó để cầu nguyện và thờ phượng. Nhưng có một điều là tại đó, thay vì là một cái chỗ để người ta đến tìm kiếm Chúa, thì cái chỗ đó nó trở nên một cái chợ, một cái chỗ mua bán, một cái chỗ mà người ta tìm cách để đầu cơ trục lợi ở trong cái khuôn viên nhà thờ đó. Tại sao điều đó xảy ra? Cái lý do là tại như thế này, là rất là nhiều người Do Thái không ở gần gần như thế này, họ có nhiều người ở rất là xa, nhiều khi họ đi nhiều ngày đường ở nhiều vùng khác nhau, mỗi năm ít nhất một người lần họ phải về Jerusalem đền thờ để thờ phượng, để dâng tế lễ. Cho nên nhiều người ở xa họ về, thì họ về đó thì có hai điều họ phải làm. Thứ nhất là họ dâng tiền, và vì vậy cho nên ở trong này nó có cái chỗ là cái bàn của người đổi bạc đó, tức là mấy người này thì về đó để dâng tiền đó, thì họ không được dâng cái số tiền của họ ở các chỗ khác, vùng khác đến dâng ở trong đó, mà họ phải đổi cái số tiền, lấy cái tiền ở trong đền thờ đó để họ dâng vào trong đó. Mà họ muốn đổi tiền đó, thì mấy cái ông đó phải cắt cổ họ bằng cách là những cái giá rất là cắt cổ. Ví dụ bây giờ muốn mua lấy 2 đồng mà dâng đó, thì họ phải lấy 3 đồng. Thì tức là nó làm như vậy để mà ăn lời. Cho nên mấy người đó bắt buộc ở trong cái thế, bắt buộc mình đi 5-3 ngày rồi bây giờ tới đây thì phải mua, phải đổi để mình đem vào mình dâng. Thứ hai đó là dâng các cái công sinh, tức là ví dụ như ở đây có bằng bồ câu, tức là khi mà dâng một chim bồ câu thì ở ngoài mua bao nhiêu nó không biết, mà đem vào trong nó không được, là tại vì đem vào trong đó thì những người kiểm tra đó họ nói rằng hắn không có pass, nó cái con này nó bị cái lông nó thế này, cái chân nó, cái móng nó không có tròn, nó không có thẳng, đại khái như vậy thì nó cách gì cách chê. Cho nên bây giờ thì phải làm thế nào để pass, thì phải mua mấy cái con ở ngay trong đó là nó pass. Tức là nó có một cái sự âm mưu lũng đoạn với nhau trong nhà của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì tất cả hàng ngàn những người thiên hạ, đặc biệt ngày hôm nay là cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà cái ngày lễ sắp sửa tới lễ vượt qua. Vì vậy cho nên dân tứ xứ đổ về. Vì vậy cho nên ở trong cái khuôn viên nhà thờ đó, thay vì nó cái chỗ mà người ta tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời, ở đó nó là một cái chợ người ta mua bán và trục lợi. Người ta đã thay đổi cái chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời trở nên một cái chỗ mà Chúa Giêsu gọi là hang trộm cướp. Người ta đã thay đổi cái mục đích của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời xây dựng nhà thờ. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu dạy thế này, đền thờ phải được sử dụng đúng mục đích của nó. Quý ông bà anh chị em, đền thờ của chúng ta ngày hôm nay có sử dụng đúng mục đích mà Chúa muốn hay không? Ở trong Kinh Thánh chép như thế này, tôi đọc một vài câu Kinh Thánh khác. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 17, 6-17 chép thế này: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong anh em sao? Ví có ai có phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà anh em chính là đền thờ. Ok, tức là chúng ta là đền thờ.
Và bây giờ thì Đức Chúa Trời có mục đích gì đối với đền thờ này? Ngày xưa Chúa có cái mục đích đối với cái đền thờ kia đó là để dân các nơi về để thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn ngày hôm nay thì cái đền thờ này có mục đích gì? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19-20 chép thôi. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Ở trong câu số 19, quý vị có kinh thánh thì sao thấy câu đó? Đó rằng anh em chẳng thuộc về chính mình, tức là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta trao cái đời sống chúng ta cho Chúa, chúng ta không phải sống theo ý mình nữa. Đó là kinh thánh nói. Tức là không thuộc về chính mình, tức là tôi không có quyền mà tôi ưng làm gì tôi làm, mà tôi không làm theo ý Chúa. Đó là cái cách chuyên thánh nói. Cho nên khi chúng ta trở thành con của Chúa, Chúa mua chuộc chúng ta, Chúa cứu chúng ta. Chúng ta giống như một cái đứa bé mà bị bỏ rơi ngoài đường, lang thang ở ngoài bãi rác, sống trong hôi tanh. Chúa đem chúng ta về, Chúa nuôi chúng ta. Và bây giờ đó, Chúa muốn chúng ta sống theo ý của Ngài. Chúa muốn chúng ta lội trở lại ở ngoài cái bãi rác ngoài đó nữa. Cho nên quý ông bà anh chị em, câu số 20 là cái câu mà Phaolô kết luận ở khi nói với người Cô-rinh-tô và nói với chúng ta rằng: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Mục đích của chúng ta đó quý ông bà anh chị em là làm sáng danh Đức Chúa Trời, là thờ phượng Chúa và sống một đời sống thế nào để Chúa được sáng danh. Tức là qua cái cách nói của tôi, qua cuộc đời của tôi, trong cái việc làm của tôi, trong cách ứng xử của tôi trong cuộc sống hàng ngày, Chúa có được sáng danh hay không? Người khác có thấy có một Đức Chúa Trời trong đời sống của người đó hay không? Hay cũng lem nhem lúc nhúc? Nếu ngược lại với ông bạn chị em, chúng ta không sống đúng mục đích của Chúa. Cho nên xin Chúa nhắc tôi với quý ông bạn chị em rằng mục đích của Chúa khi Chúa cứu chúng ta là Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời thế nào để làm sáng danh Chúa. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ơi, ở đời này thì bây giờ chỉ có ăn với ngủ, bây giờ mình được Chúa cứu rồi đã quá, mừng quá, cho nên bị ăn ngủ làm việc tích lũy rồi già về hưu, bệnh hoạn quá vô bệnh viện, còn không có con cái thì vô nursing home, rồi đến cuối cùng chết rồi lên thiên đàng hạnh phúc thì sống đời đời. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng quý ông bà anh chị em không phải, không đơn thuần là như vậy. Đành rằng là gì nếu xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà cái mục đích của Chúa đó là hãy làm thế nào mà cái lời nói của chúng ta, cái cách sống của chúng ta, những cái điều chúng ta làm mà người ta thấy rằng Đức Chúa Trời được vinh hiển, và đó là cái mục đích của đền thờ Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em nghĩ mình có thể sống cho vì danh của Chúa hay không, có thể nói vì danh của Chúa hay không, ứng xử vì danh của Chúa hay không? Tôi kết luận bài này, tôi kể cho quý ông bà anh chị em nghe việc này. Trong mấy ngày qua, trong tháng trước thì em tôi nó qua đây, cho nên khi anh em qua mà cứ ngồi nói chuyện thì kể đủ thứ từ nhỏ tới lớn. Có một câu chuyện kể lại đó là chúng tôi rất là thương bà ngoại của chúng tôi. Gia đình tôi thì sinh ra lớn lên ở nhà quê, cha mẹ tôi thì làm nông, gia đình thì đông con, nhà thì cũng sống cũng vất vả. Cho nên chúng tôi hay đến nhà bà ngoại thì thấy thương cháu lắm, cho nên mỗi lần đến thì bà cho kẹo, cho bánh, bà cho trái cây, có gì bà cho nấy, cho nên chúng tôi rất là thích đến bà. Nhưng có một điều tôi không thích đến bà. Đó là mỗi lần mà tôi tới đó, chúng tôi tới đó, là bà kéo ra ngồi giếng, bà múc nước lên, cởi đồ ra tắm. Quý vị biết một thằng bôi cho choi mà suốt ngày chạy chơi ngoài nắng, ngoài gió, đất bụi như vậy nó dơ lắm. Nó không phải như con nít ở đây mà quý vị tắm mà đổ lên một cho nó nước nó xối xuống, tự nhiên cái da nó mơn mởn trắng. Chứ hồi con nít hồi kia nó ghê lắm, tôi không biết có ai có cảnh đó không. Cho nên thì dĩ nhiên là bà tôi lâu lâu không tắm thì bà bắt đầu kỳ cọ và kỳ hết cái chỗ đen đen. Có thể là tại cái da của tôi nó bị ăn nắng nữa là khác, nhưng mà bà nhất định bà không cho nó đen, cho nên bà cứ kỳ cọ. Bà kỳ cọ đau lắm, cho nên tới bà thì thích, thương bà cho ăn, nhưng mà bà tắm thì đau lắm. Tôi nói với bà ngoại tôi, bà tôi nói rằng thật ra thì nó đau nhưng mà nó cần thiết, nó đau nhưng mà nó được sạch. Quý ông bạn chị em, Chúa thanh tẩy chúng ta chẳng ai thích. Nếu Chúa chỉ ra những cái tội lỗi chúng ta, Chúa nói rằng con xấu xa, Chúa đưa những cái điều này điều khác đến, và chúng ta không bao giờ thích. Nhưng quý ông bạn chị em, điều đó cần thiết, bởi vì nhờ đó chúng ta mới được sạch. Lời cầu nguyện của vua David sau khi ông phạm tội trọng ở trong Thi Thiên 51 câu 10, ông biết con người mình tội sâu xa, ông hiện diện trước mặt Chúa và ông thấy cái dơ bẩn của chính ông. Đây là lời cầu nguyện của ông, tựa cao là cầu nguyện của mỗi người chúng ta: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
Khuyên bạn cho em, tôi kêu gọi mọi người hãy nói với Chúa lời cầu nguyện hôm nay. Trong tuần này, khi chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa và chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. Trong tuần lễ này, tôi kêu quý vị gọi quý vị ba điều. Nếu được, hãy nghĩ đến, hãy suy niệm về cái giá Chúa đã trả cho tội lỗi của chúng ta với lòng biết ơn Chúa. Điều thứ hai đó là hãy nói không với tội lỗi. Hãy bỏ bớt những cái thói quen xấu. Hãy để thì dành cho Chúa. Hãy tập rời những cái sa đà vô bổ của chúng ta. Chúa cấm đem lại những cái dơ bẩn trong đời sống của chúng ta. Và hãy sống điều đó trong tuần lễ này và những ngày còn lại của chúng ta. Và điều thứ ba đó là hãy sử dụng cuộc đời mình theo mục đích của Chúa muốn. Hãy làm điều gì đó trong tuần này, trong những ngày sắp tới mà người khác thấy rằng nó có một cái khác thường trong đời sống của chúng ta. Và cái khác thường đó để cho danh Chúa được vinh hiển. Quý vị có làm được điều đó không? Tôi mời mọi người đứng lên. Chúng ta đọc lời Chúa như là cái lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi thần linh ngay thẳng. Mỗi người cầu nguyện. Quý vị có thể cầu nguyện như David. Cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con cảm ơn Chúa Ngài đã chết cho con, nhưng nhiều khi con không sống đúng với cái mục đích Chúa dành cho. Con để những tội lỗi, những thất bại quay trở lại cuộc đời con. Xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa yêu thương chúng con. Ngài không để chúng con chết với những tội lỗi kinh khủng của chúng con. Chúa mang lấy hình phạt cho chúng con. Và con cảm ơn Chúa vì con và anh em con đứng đây được thờ phượng Chúa và biết mình thuộc về Ngài bởi vì Chúa đã chết cho tội lỗi của chúng con. Sâu xa trong lòng con cảm ơn Chúa với lòng biết ơn của mình. Con cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con không để tội lỗi quay trở lại trong đời sống của chúng con. Xin ngăn bước chân của chúng con, ngăn môi miệng của chúng con, ngăn hành động của chúng con, ngăn tâm lòng của chúng con để chúng con không rơi trở lại con đường tội lỗi. Và Chúa ơi, xin cho chúng con sống sáng danh Chúa trên cuộc đời của chúng con. Xin nâng đỡ anh em con, xin dạy dỗ anh em con. Nhiều người cảm thấy thất bại không biết làm thế nào. Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp cho anh em con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài nghe tiếng cầu nguyện của chúng con và ban phước cho chúng con hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa về hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.